Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh nhá của Sốt Tuấn Hương trên hàng Si chính hãng. Hôm nay thì em lại lên sale cho mọi người một lô giày tây mọi người nhá. Sale cho mọi người một lô giày tây đi. Bởi vì là lâu lắm rồi không sale giày tây mọi người nhá. Những cái đôi này thì là còn rất là mới, đi ok, không hề lỗi lầm gì đâu mọi người nhá. Hàng thì là đây là mọi người nhìn thấy lót bên trong mọi người biết là nó mới như thế nào mọi người nhá. Đôi này thì có mã là 446, size 40,5. Đôi này bán 500 mọi người nhá, 500. Hôm nay trên live xả cho mọi người đôi này còn 300. 300 mọi người nhá. 300 một đôi giày da. Trời ơi, mà da đôi này mềm cực kỳ luôn, hiệu Zoti mọi người nhá. Và hàng này là hàng xả thì là bên em sẽ không quay đầu đâu mọi người nhá. Mọi người mua hàng thì vừa hay không vừa mà đổi size ấy, thì là mọi người vui lòng là có thể cho biếu tặng giúp em nhá. Hàng giả em không quay đầu nhá. Mọi người mua hàng thì sẽ chuyển khoản trước full tiền mọi người nhá. Tiếp theo là một đôi bốt đi. Đôi này là khách đi không vừa xong rồi gửi lại mọi người nhá. Đây để em tìm một chiếc còn lại đây. Khách đi không vừa xong rồi đổi lại. Đôi này siêu mới mà chả hiểu sao. Đợi em một tí để em xem size bao nhiêu. Size đôi này chắc 41 mọi người nhá. Đây 41. Đôi này màu nâu rượu vang, size 41. Mã là, để em ghi mã, mã T1, size 41. Đôi này xả cho mọi người 300 mọi người nhá. 300. Đôi này hôm trước bán cho khách là 750 mọi người nhá. Duy nhất một đôi bốt cao. Và đôi này size 41. Đôi này thì con trai đi mặc với cả quần bò ống côn ý. Nói chung là nhìn rất là đẹp nhá mọi người nhá. Xả cho mọi người 300. Tiếp ạ. Lên cho mọi người một đôi giày lười. Đôi này mã là 533 size 42. 533 size 42 mọi người nhá. Đôi này thì giày lười rất là mới mọi người ạ. Chung chung tuổi, hàng này hàng made in Korea mọi người nhá. Cái này thì bán 450. Lót này, bên trong vẫn còn mới mọi người ạ. Cái này bán 450 nhá. Hôm nay trên live cũng xả cho mọi người, cái này còn 300. 300. Đôi này mọi người nhá. Tiếp ạ. Em lên cho mọi người một con này là con Kuren. Giày này là của Pháp. Và đôi này mã là D214 size 41. Đôi này xả cho mọi người còn 250 mọi người nhá. 250 đôi này. Màu nâu vàng bò mọi người nhá, hiệu Kuren. Size 42. Size 42 à? Không, để em xem size xem nào. Size 42 mọi người nhá. Size 42. 250. Xả cho mọi người 250. Tiếp ạ. Lên cho mọi người một đôi lười tiếp nha. Đôi này màu bò sáp nhá. Màu nó kiểu vàng bò nhưng mà là bò sáp. Và giày này là size 42 mọi người nhá. Size 42.
Mã là H48 size 42 nhé mọi người nhá. Đế hơi màu một xíu. Đôi này bán 500. Hôm nay trên live em cũng xả cho mọi người đôi này còn 300 thôi. Hôm trước bán cho khách 500 nhưng mà khách đi bị rộng mọi người nhá, bị rộng. Thế nên là hôm nay xả luôn. Đôi này màu bò màu vàng bò bò sáp nhá, da xịn cực kỳ luôn mọi người ạ. Mã 273 nhé. 273. Đôi này mã là 273 size 41. Đôi này CO. Đôi này xả còn 250 mọi người nhá. Xả còn 250. Đôi này xả còn 250 cho mọi người thôi. Bán 450 xả 250. Đôi này da cực mềm luôn mọi người nhá. Đây này, cái đế của nó hơi bẩn một xíu thôi, thế nên là em mới xả bỏ đấy mọi người ạ. Còn da ở bên trên rất là mềm mọi người nhá. Màu xanh ngọc rất là đẹp. Tiếp theo em đang ngồi lọc giày xả mọi người, vừa ngồi vừa lọc luôn. Đôi nào cũ thì là xả bỏ, còn đôi nào mới thì sẽ làm một video mới mọi người nhá. Đôi này giày công sở nhá, giày Âu. Đôi này size 41, dáng rất là đẹp mọi người, nhưng mà ở đây nó bị mà mòn mất cái phần đế ở đây một tí. Đôi này mã 540 size 40,5 41 đi vừa. Đôi này xả cho mọi người còn 200 nhá. Mọi người đi ở bên trên da rất các thứ vẫn ok, nói chung là cái phần đế của nó hơi mòn một xíu thế này thôi đấy. Nói chung là đi vẫn ok. Đôi này xả cho mọi người 200. Mã 540. Tiếp ạ. Một đôi giày lười nhá, màu xanh rêu, đôi này rất là đẹp. Có mã là H71 size 415. 42 đi vừa. Đôi này xả cho mọi người, đôi này còn 300. Trên live hôm nay xả 300 mọi người nhá.
Một đôi giày lười nhưng mà dáng thể thao mọi người nhá. Đôi giày lười dáng thể thao. Đôi này hơi bụi một tí để em lau đã. Đôi này thì có size là H27. Có mã là H27 size 41. Nhá mọi người nhá, H27 size 41. Đấy, lại mới bóng loáng luôn. Đôi này thì xả cho mọi người còn 300. Đang bán 500, xả mọi người 300 đây này. Mọi người nhá, size 41 mã H27 300. Hàng này hàng xả mọi người nhá, không quay đầu nhá. Các nào mua hàng thì chuyển khoản hết cho em. Tiếp một đôi giày lười, đôi giày nhẹ lắm mọi người ạ. Nhẹ cực kỳ luôn. Đôi này mã H51 nhá, size 39. Một chiếc duy nhất, một đôi duy nhất size 39. Hiệu Step Row, giày này giày của Ý. Đôi này bán 500 mọi người nhá. Hôm nay trên live xả cho mọi người đôi này còn 300. Xả 300. Giày lười dáng để dáng thấp dây. Mã 515 nhá, size 40. Đôi này sale cho mọi người là 350, hiệu John S nha mọi người nhá. Thôi xả cho mọi người 300 đi, 300 cho nó tròn. 300. Mọi người chuyển khoản full thì sẽ bao ship nha mọi người nhá. Còn mọi người không chuyển khoản thì em sẽ không bao ship đâu. Tiếp ạ, lên cho mọi người một đôi giày tây nhá. Đôi này mã T100, xả cho mọi người còn 150. Giày công sở. Đôi này size 40,5. 40,5 xả 150 mã T100. Mọi người nhá. T100. Lót bên trong rồi. Còn rất là mới. Đôi này xả cho một xả 150 mọi người nhá, xả 150 không phải xả 100. Xả 150, mã T100 size 40,5, xả 150. Đôi này giày lười dáng thắt dây. Đôi này màu xanh pha nâu rất đẹp nhá, size 41 này. Đôi này vào mã 421 size 41. Đôi này xả cho mọi người, đôi này còn 250. 250 mọi người nhá.
400 xào cho mọi người còn 250. Gì? Tiếp ạ, một đôi giày hiệu Mi Shop nhá, mã B13, size 42,5, 43 đi vừa. Em cũng xả cho mọi người đôi này còn 300. Tiếp ạ, mã B13 size 42,5 xả 300. Mã tiếp theo, đôi này là hiệu Mi Shop, giày của Ý nhá mọi người nhá. Đôi này màu xanh ngọc, nhưng mà xanh đậm đậm, không phải là xanh nhạt đâu, không phải xanh, nó là kiểu xanh đen ý. Mã là mã 60, size 39 nhá. Đây, đôi này bán 450, rất là mới, hiệu Mi Shop này. Và đôi này thì thiết kế kiểu khá là điệu. Đấy, và đôi này em xả cho mọi người hôm nay còn 300. Giày này là giày rất là cao cấp của Ý mọi người ạ. 300 nhá, xả 300. Mã H60 size 39 xả 300. Cái phần bên này ấy là do không nhét đế lót ở bên trong, nó căng thôi, nhìn nó kiểu hơi ấy. Nhưng mà mọi người lát nữa anh sẽ nhét căng phồng lên mọi người nhá. Anh nào lấy đôi này em sẽ nhét căng phồng lên, trông rất là đẹp chứ không phải là một bên là nó chưa nhét căng thôi mọi người ạ. Đôi này cũng là hiệu Mi Shop nhá, giày của Ý ạ. Mi Shop giày của Ý. Mã 500 size 42,5, 43 đi vừa. Đôi này sale còn 300. 300 nhá. Da kết hợp với cả da lộn, giày của Ý. Đế thì nó hơi mòn một xíu như này. Thế là xả cho mọi người 200. Bớt cho mọi người còn 200 đi. Anh nào lấy thì lấy. Đế nó hơi mòn rồi. Tiếp ạ. Một đôi dáng thể thao nhá, phun ra. Đôi này mã 238 size 41, 238 size 41 nhá. Xả cho mọi người về 300 rất mới. Mã 218. Các bạn hiệu Step Row, giày này cũng giày của Ý. Mã E6 size 43. Con này kiếp nạn hay sao chưa xả, gọi là ấy mà chưa có khách hàng lấy. Hôm nay xả cho mọi người đôi này gần cuối video nhá, xả hoan hỉ 150 mọi người nhá. 150, hiệu Step Row, xả 150, mã E6. Xả 150 size 43, mã E6. Con này rớt hay sao ấy? Tiếp
dép tự cứu để em nhét lót rồi. Tiếp ạ. Tôi này size 270 mọi người nhá, size 270. Bố em mới đánh xi xong bóng loáng luôn mọi người nhá, dề lười màu nâu gụ, nâu gỗ, size là size 270. Mã T1 size 42. T1 size 42. Tôi này xài cho mọi người 250 mọi người nhá. Bố em mới đánh xi xong bóng lồn lội luôn. Tôi này nó như kiểu lúc đầu em tưởng gu xì cơ nhưng mà không phải nhá, này này của ý. Hết chưa? Còn hai con xả lốt. Con này mã D14 size 41 xả 100.000. 100.000 nhá mọi người nhá. Tôi này màu nâu gỗ nhá. Đây. Mọi người nhá. Cuối video xả cho mọi người 100.000. Hiệu Venom. Xả 100. Nâu gỗ. Lót đi các thứ bên trong mới cứng mọi người. Này. Nhưng mà cuối like xả cho mọi người cho nó rộng nhà. Tiếp ạ, mã cuối cùng này. Đây là cao cổ nhá. Đây mã là 427 size 40.5. 41 đi vừa thôi này, 41 à. Đây là xả cho mọi người 250 rất mới nhá. Size 260. 260. 260 là 40.5 mọi người nhá. 265 là 41. Tôi này xả cho mọi người 250. Da rất mềm, đẹp cực kỳ luôn. Đấy, đi đôi này mặc với cả quần bò thì hết nước chấm nhá mọi người nhá. Đấy, đôi này là mã cuối cùng. Anh nào mà thích thì vui lòng chụp ảnh lại gửi cho em qua Zalo mọi người nhá. Em tìm cho nó dễ chưa? Hôm trước có anh bảo em bảo là em quay video, em là người quay mà em lại không nhớ mã à? Thì em nói thật với anh là ngày em lên 4 video là gần 100 đôi rồi. Em không thể nào mà nhớ được đôi đấy với cả đôi nào cả. Thành ra là mọi người nếu mà biết chụp ảnh, mọi người hỗ trợ chụp em gửi cho em qua Zalo là tốt nhất mọi người nhá. Đây. Thôi em xin phép là dừng video ở đây. Bây giờ em mới lên video để cho mọi người xem buổi tối. Nhưng mà em bây giờ mới được đi tắm này, nghỉ ngơi xong rồi là ăn cơm mọi người nhá. Mọi người ăn ăn xong mà vừa ăn vừa xem video của em mọi người nhá. Em chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Em chào tất cả mọi người.